Xin được kính chào toàn thể các bác yêu âm thanh bãi trên mọi miền tổ quốc. Các bác đang truy cập vào kênh YouTube Điện Máy Hoàng Quân, kênh em chuyên test âm thanh, giới thiệu và cung cấp các thiết bị âm thanh bãi. Địa chỉ tại thị tứ xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, và số điện thoại liên hệ 0976 119504 hoặc 0984 804715. Và ngày hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bác cặp loa Bốp 2.2 Seri 2, cặp loa hàng xách tay rất đẹp, bao zin bao đẹp. Về phần thiết kế thì nó có thiết kế với một bát 16 và một loa chép có một lỗ thông hơi khá nhỏ, và nó có màu vân gỗ như các bác. Cặp loa này rất là đẹp, hàng xách tay mà các bác. Và em cũng thông báo luôn, ngày hôm nay cửa em đã về được hai cặp loa Bốp 2.2 Seri 2 và hai cặp loa Bốp 201 Seri 3. Cặp loa này thì lời thì rất là tuyệt vời, rất là hay. Bác làm loa lời hát karaoke thì quá tuyệt vời. Bốp 2.2 Seri 2, hàng sản xuất tại Mexico, công suất là 60W trên một thùng loa, và hai loa là 120W công suất tối đa, sản xuất tại Mexico. Đôi này trùng Seri, hàng xách tay tuyệt đẹp. Và giá của nó vẫn là 3.9 triệu. Ngay sau đây em sẽ test luôn cặp loa. Hàng cực đẹp. Quen mùi mà giờ thì
xin được báo giá cặp loa Boost 2.2 series 2 có giá là 3.900.000 đồng. Bác nào muốn mua thì hãy liên hệ 0976 119504 hoặc 0984804715, và khi xem video các bác hãy ấn một nút đăng ký kênh để liên tục cập nhật cho mình được những video mới nhất từ cửa hàng. Em xin kết thúc video tại đây, xin cảm ơn các bác đã xem.